Đây là thiết kế đặc trưng của dòng NRA, thiết kế theo kiểu là sang. Vâng, thì em cũng không biết là bác nào sẽ được sở hữu con Omly này. Con này là con đỉnh của chóp nha các bác. Và gọi là cực kỳ hiếm nha các bác. Sansui Alpha 907 NRA là hết số của dòng 907 các bác, đỉnh cao nha. Dòng high end. Nói về độ âm thanh sạch và chi tiết thì những con 907 NRA nhiều người các bác nghe phải là kinh ngạc, với đánh với những dòng loa châu Âu, loa JBL, tiếng cực kỳ chi tiết nha các bác. Còn cả catalog đầy đủ cho các bác nha. Những con này là hàng tuyển ấy nha, đẹp long lanh, mặt vàng gold. Chơi loa Mỹ, loa Nhật, loa Âu, kia cả những dòng loa cây nó rất là hay. Công suất lên tới 400W và dòng cao cấp, trợ khống 4-16 ohm. Các bác sẽ thấy được cái trạm loa này, trạm loa sử dụng trạm cao cấp luôn nha, trong trạm high end này các bác. Có sử dụng bắp chuối, mọi chim đầy được hết nha. Cổng phono, CD tuner, điện 100V. Series là 2010 nha. 2010 đó các bác. Hai bên là sẽ có hai cái ốp gỗ piano cực kỳ đẹp. Đây là thiết kế đặc trưng của dòng NRA, thiết kế theo kiểu là sang. Nặng trên 30kg, khoảng 33kg nha các bác. Những em này thì hàng sưu tầm thôi, chứ nó rất là hiếm hàng. Nhiều các bác đặt là không bao giờ ai dám nhận đâu, tại vì nó không có hàng đâu các bác. Lâu lâu mới có hên xui thôi. Có khi cả năm mà không có con nào, có khi có năm thì có được hai con. Như có năm này em nhớ em về được hai con, một con thùng xốp với một con không thùng như thế này. Năm nay thì may mắn là về được một con. Bác nào có nhu cầu sở hữu thì alo. Đặc trưng của dòng này thì nắp nó sẽ có một cái vết sơn sần như là thế này, mèo và cam cam nổi bật, hai mèo. Đặc trưng của nắp của nó là hai mèo nha, phủ một cái lớp sần như là đá phía trên nha các bác. Còn mạc là mạc màu vàng gold, nấm núp nó sẽ đậm hơn cái mạc một tí. Đặc trưng rồi. Alpha 907 NRA Automatic, công nghệ Alpha X-Plung, bass chép ton, low net vân vân. Các bác nào muốn sưu tầm em này thì alo cho em, giá là 38 triệu đã bao gồm phí ship nha. 38 triệu các bác sở một con Sansui hết số đỉnh của chóp rồi. AU Alpha 907 NRA, đỉnh cao của nhà 907 nha. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. À quên, để em mở nắp lên để các bác cùng xem cái cấu hình bên trong nó đẹp như thế nào nha. Còn bác nào muốn sở hữu và sưu tầm em này thì cứ alo cho em. Vâng, em mời các bác cùng xem hai các bác phía trên này. Không một tì vết nào luôn nha các bác. Nói chung là hàng tuyển nha. Rất đẹp. Đây là những cái bọc cái ni lông này, giá ở trên này còn nguyên này các bác. Hay từ những cái cầm mở mút này để chi chở, và những cái ni lông này còn nguyên này. Đấy. Và tăng phô này sang tròn. Hai tủ lớn và bốn cái tủ nhỏ nha các bác. Đây là phần bo mạch cho mỗi vế, công suất và âm sắc ở bên trong này nữa này các bác. Tất cả sexy của nó là mạ đồng hết nha, mạ đồng ở đây các bác có thấy không? Mạ ươm. Đây áo bác này các bác. Những con này thì chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, thì nó không có nhiều đâu các bác. Tại Việt Nam chúng ta đa số những con Omly khủng của hãng thì thường nó rất là hiếm hàng, tại vì số lượng nó ít, và thứ hai là người chơi sưu tầm nhiều thì chắc âm của nó được, chất âm tinh tí của nó được bỏ hết vào trong này rồi. Là dòng cao cấp. Là về nói với những dòng NRA thì chất âm của nó luôn mang lại cho các bác, thứ nhất là mượt mà mềm mại và độ chi tiết nó rất là cao, tách âm cực kỳ hay, sạch sĩ. Dòng này thì nghe đa thể loại nhạc, các bác nghe nhạc vàng, nhạc châu Âu, nhạc tiết tấu nhanh đều tốt hết. Bê cong lưng nha các bác, khoảng là 33kg đó. Bác nào lấy thì alo cho em nha, chỉ có một con duy nhất thôi. Onet 3 cấp độ, cấp độ 1 và cấp độ 0 như thế này, các bác chơi lo Mỹ, lo châu Âu là tuyệt vời rồi. Còn cấp độ này tiếng bass và giải tầng rất là mạnh, nên tiếng bass rất là khỏe. Combo 2, combo 3 thì thích hợp cho các bác chơi thích tiếng bass nặng, hoặc là chơi những lo Nhật Ogio Degaton cực kỳ khó tính thì mình chơi hai những combo này. Nó sẽ nảy ra tiếng bass rất là khủng và rất là mạnh. Đây là bass chép chúng ta có thể tăng cường.
hay là volume đấy. Cầu loa AB chúng ta chọn trên này, máy đẹp len keng luôn nha. Đây các bác cùng ngắm nha. Giá 39 là đã bao gồm phí ship nha bác, chuyển khoản đủ thì em vẫn bớt vài trăm, còn cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu là em ship hàng. Mời các bác cùng xem phía trên. Đây là cạnh bên tay trái, rồi tới cạnh tay phải. Là phía sau trang bị là 200 loa có cộng breakout để các bác mình kém sub hoặc là kém những chuyển qua thiết bị khác. Điện 100V. Đây cầu loa này, A trên B dưới. 318W điện 100V, series là 073. Series nó khác trời nhôm luôn 073 nha. Đường thi đầu vào. Đây, đầy đủ hết. Rồi sau đây em mời các bác cùng xem cấu hình và ruột rà bên trong. Bên trong là sexy 7 màu và rất là mới nha. Mọi chi tiết mua sắm sản phẩm này các bác cứ liên hệ cho em chính qua hai số điện thoại trên, kết bạn Zalo qua hai số điện thoại 0978338314 hay là 0965770227. Vâng, đây là bên trong cấu hình của con 303X với cấu hình là một tăng phô đốc rất lớn và một hai tụ lớn và một 8 tụ nhỏ nha bác, 8 tụ nhỏ ở đây hỗ trợ. Và em nó chạy là 12 sò, tổng là 6 xanh 6 đen, à là 3 con xanh này. Ở phía đối diện là 3 con đen. Đấy. Đây các bác, nguyên keo nha, nguyên keo sò các bác thấy chưa? Nguyên mộc mạc hết nha các bác. Thầy bác nào yêu thích và muốn sở hữu em này thì alo cho em nha. Máy rất đẹp ở phía trên này. Đấy. Cực kỳ xuất sắc luôn nha. Máy được bảo dinh tuyệt đối nha các bác. 12 sò xanh đen, sò T đặc trưng của dòng Aquafire. Đây là 8 tụ hỗ trợ đó, còn 2 tụ chính đây bác, sử dụng tụ Elena cao cấp tăng phô. Đây có thể tăng phô. Bao transformer Aquafire. Chạy điện là 100/120V. Con này hàng nội địa Nhật điện 100 nha các bác. Khi nào mà nó xuất điện qua Mỹ thì nó sẽ chuyển qua điện 120 này, tại vì trong sơ đồ này là cậu cái tăng phô này nó có cho chạy điện 120 nếu xuất qua Mỹ này. Còn ở thị trường Nhật là 100V, con này thị trường Nhật nha. Rồi, mời các bác cùng xem phía dưới. Đây là phía dưới nha các bác, em nó sở hữu là mỗi vế là hai cái rơ le nha, cực kỳ an toàn luôn. Và đây là những cái dưới cái tăng phô là cái những cái kết nối để chúng ta chuyển điện này. Đây là đang để sử dụng điện 100V. Còn nếu muốn chuyển điện 220 thì phải 120 phải nhìn những cái sơ đồ này, có thợ mình biết được cho mình không biết được đâu. Mỗi vế là hai rồi le luôn. Đây là phía dưới này các bạn. Đấy. Đẹp keng luôn nha. Thôi, em xin chào hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Bác nào có nhu cầu sở hữu con hàng VIP 303X này thì alo cho em nha. Giá 39 bao ship tận nơi.